Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 4 tháng 12 Nhận định bóng đá Argentina với Úc 2 giờ ngày 4 tháng 12 Vòng 18 gùa cấp 2022 Nhận định bóng đá Argentina với Úc Thời gian 2 giờ ngày 4 tháng 12 Vòng 18 gùa cấp 2022 Đội tuyển Argentina khởi đầu chiến dịch chinh phục Chiếc cúp vàng gùa cấp một cách không thể khó khăn hơn khi để thua Ả Rập Saudi trong ngày ra quân. Tuy nhiên, ở hai lượt trận tiếp theo, Lionel Messi cùng các đồng đội dễ dàng vượt qua Mexico và Ba Lan để giành ngôi nhất bảng C. Nếu tính xa hơn, đại diện của Nam Mỹ đã giành 3 chiến thắng trong năm trận gần nhất tại World Cup. Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Úc đã tạo nên cơn địa chấn tại World Cup năm nay khi giành vé đi tiếp trong bảng đấu có sự xuất hiện của Pháp, Đan Mạch và Tunisia. Matthew Lickie cùng các đồng đội dù để thua pháp một bốn trong ngày ra quân, nhưng đã hay có chiến thắng liên tiếp trước Tunisia và Đan Mạch đều với tỷ số tối thiểu. Kết quả này giúp cho Úc là đại diện châu Á đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2022 là lần thứ hai trong lịch sử đạt được thành tích này kể từ World Cup 2006. Trong quá khứ, Argentina và Úc chỉ có hai lần chạm trán nhau kể từ năm 2005 tới nay và đội tuyển Nam Mỹ đều toàn thắng trong trận giao hữu gần nhất năm 2007, Messi cùng các đồng đội đã đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu. Mặc dù đội tuyển Úc đã thi đấu rất tốt, giai đoạn vòng bảng vừa qua, tuy nhiên việc phải đụng độ Argentina tại vòng 1-8 sẽ là thách thức rất khó để vượt qua dành cho thầy trò huấn luyện viên Graham Arnold. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Argentina giành chiến thắng với tỷ số cách biệt sau 90 phút thi đấu. Thông tin lực lượng Argentina với Australia Argentina, Montiel bị treo giò. Australia, đầy đủ lực lượng. Đội hình dự kiến, Argentina với Australia. Argentina, E, Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Ercuna, Zepau, Enzo Fernandez, Mark Alistair, Di Maria, Messi, Alvarez, Australia, Ryan, Behit, Rouse, Sauta, Chúc win. vai vậy, ý đúc, Macri, dự đoán kết quả Argentina thắng Australia 1-0. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.